ខ្ញុំជាថ្មីមកកាន់ឯណូអាយធីថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នារបៀបធ្វើការអាប់ដេតនៅធីមរបស់ប្លុករបស់យើងតើបានមកកើតថ្ងៃមុនអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ប្លុករបស់យើងគឺប្លុកនេះគឺជាប្លុកឯណូអាយធីយើងអាចឲ្យអ្នកស្វែងរកនៅព័ត៌មាននឹងកម្មវិធីរបៀបប្រើប្រាស់និងរបៀបសិក្សាផ្សេងៗអូខេឥឡូវយើងកាន់ប្លុករបស់យើងកាន់ប្លុកស្ពត ចង់តបតេណអូននេះឆែកអិនហើយឡុកអិនតាមប្លុកស្ពតហើយអ្នកនរស្វែងរកនៅប្លុករបស់យើងឈ្មោះថានេះគឺប្លុករបស់ខ្ញុំមានច្រើនគឺយើងអាចអាខោនមួយយើងអាចប្លុកយើងបង្កើតប្លុកជាច្រើនបានហើយចូលក្រោមទៅមានអនុប្លុកនេះអាចបង្កើតប្លុកផ្សេងៗចឹងធ្វើការកែប្រែនៅប្លុក SNP online shop ចឹងខ្ញុំចូលបញ្ជូរមកចឹងខ្ញុំឃើញប្លុកបែបនេះអូខេគឺជាប្លុកdefault របស់វាដែលមិនតាន់ធ្វើការផុសឬក៏ការអាប់ដេតអីទេចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ធីមនេះវាមានធីមទាំងអាចកែប្រែបានឧទាហរណ៍ថាយើងឆ្លាញ់ពេញចិត្តនៅធីមមួយណាយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថាយើងឆ្លាញ់ធីមមួយនេះគេចឹងចុះចឹងចុចមកគឺយើង apply team នេះគឺវាយូរហូវាយើងឲ្យឃើញតែឯងអត់តមានផុសអីចឹងយើងអត់មានអីកើតឡើងទេយើង apply ក៏បាន មិន apply ក៏បាន ពេលយើង apply ហើយយើងអាច refresh កន្លែងថានេះគឺធ្វើការកែប្រែ team របស់យើងគឺ no any pause ចឹងនេះហើយរបៀបកែប្រែនៅ team ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ post 1 ចឹងមិន post ខ្ញុំចូលទៅកាន់ ស្វែងរករូបភាពសិន ចាំទៅកាន់ SP online shop ឃើញនេះ SP online shop អូខេឥឡូវធ្វើការ download logo នេះជា logo របស់យើង ចឹង sell out ទៅកាន់កន្លែងណាមួយមក blog របស់យើងគឺ បង្កើត folder មួយ គេថា SNP online shop អូខេ នេះ logo យើង rename logo អូខេ តទៅទៀត នៅនរទីធ្វើការ share រូបភាព អូខេ នេះ ថ្ងៃ share រូបភាព នេះណា ចឹង អាច share រូបភាព share រូបភាព 1 ហៅថា post 1 ok share 1 ទៅទៀត share 1 ទៀត ទៅទៀត share 1 ទៀត ok យើង share ប្រមាណ រូប ក៏បាន ចឹងយើងធ្វើការកូពីនៅតិចឥឡូវយើងកូពីតិចនេះសិនទៅជាtitle ចឹងយើងចូលកាន់ប្លុកកន្លែងនេះគឺផុសយើងកន្លែងនេះគឺញូផុសរៀបផុស ចឹង title post យើងអាចផុសបានតោះទៀតយើងធ្វើការ copy text something អូខេ យើង copy text នេះ យើង copy text មកយើងធ្វើការផុសទៅកាន់ page របស់យើង អូខេ នេះវាកើតជាលក្ខណៈ HTML ឬក៏ compose HTML សម្រាប់អ្នកចេះ code អាចកែប្រែ code ខ្លះៗបាន តែយើងអត់សូវចេះអញ្ចឹងគឺ ជាងាយស្រួលគឺ យើងចង់ផុស copy យ៉ាងម៉េចផុសប៉ុណ្ណឹងមកគឺចូលបែបនេះ តោះមកទៀតយើងធ្វើការ upload រូបភាព យើង choose file ហើយយើងធ្វើការ យើងអាចដាក់ឯកសារក៏បានឬក៏ដាក់អត្ថបទក៏បាន អូខេ
ta mot ta jeung select rup phiep da jeung select mang jeung chot in add to select okay ni rup phiep chou mao jeung aich rơ rơ tom hom large rư ko x large chmuoy mang kai prai ngos ni ai nak ngos ni meu ko x large ban na large ko ni jeung mach asrai te lơ tom hom rư ko original size tom hom thom nap ni okay tầm một tiết nhận lại thá cầm ra bộ đặt lại bao hơi dưỡng cứ chung một thang cầm ra bộ click done tầm một tiết cái gas public tự can post là bao dưỡng đặt ở cái ICO tự can Google Plus là bao dưỡng rồi còn mình sell những ai cần sell hay tự can view sao internet tuy nhiên chúng ta chẳng có chăm tí ok đừng có chỗ homepage sao internet đừng chứ chẳng đồng xong đôi chăm muốn thuộc về public lang từ lời tập bây giờ upload hai trên bản này, apply maintain thì của team này, upload tập mới thế bây giờ mà chưa làm, trong bây giờ tôi cần tổ team sẽ như cho team, tập mới thế tôi cần update team, tôi thọ thay dùng pin trận n này, bây giờ preview tới cứ trên bản này, và team này cứ dùng ai preview với bạn trên bản này. Ok, hiện như apply to block hay như thua ca refresh tới bên lập đồ team này trên team C ok, bạn này nhìn chạy máu cứ ví dụ bạn này này là tập hóa bên large, nhưng normal, nhưng small ok ok, ở con tràn chẳng nhìn thua ca chạy rô phó một tiết chạy chó chúng chụp món đối diện chứng anh nhé ông ấy call để tổng án nâng là post to tôi mới thưa ca copy ở tập 1 đây cái phó máu thì ở tập 1 chả còn bá nhưng copy máu chỉ ship máu ok nhưng copy cho tôi cần post anh cho lại như post anh dùng phạm new post anh copy phá chương mòn chuột ok ok anh chẳng dân và ca nào làm bề mình tiếp cứ chương mòn chuột hãy nhìn chọc đám tiền rụp phép chó ta chạy đôi rụp phép hay chụp phá hay dùng đường nèm chụp lại đấy nè ok hay dùng upload chỗ select rụp hiệp là chỗ máu trong mang rụp hiệp lan lớn dùng cạt về máu hay dùng enter phải rụp hiệp chỗ hay dùng data original x-large đó chúng ta public ok mình sẽ ở thế hãy dùng refresh nó template bao giờ
chút đó, bộ internet riêng chút chia sẻ. Thờ S P online S A O P chạm tới của cái internet đường dưới đường dưới ok dù chẳng phải hai chiếc con bọt nào ngồi được có phần chân nào ngồi hết dân số ca lộ bị chào tới lộ bị con khả nghiệp là bởi access score lục với cháu lại với con là cầm thi và dương xem non tiết thời ca preview ok nhưng cho thời ca lộp mới tiết thời lộp với con thời ca mình score là ở tập bọt nào mới thôi chứ cảm lộp bởi dưỡng đại dựt cho những bạn hãy này cứ cà phô quá dưỡng cứ những ai mượn bán ok như cà phô lọc bỏ dưỡng ok nếu anh nghĩ ai sẽ ăn ở bọt bán cho con chắc xong click subscribe từ kênh video bên tôi.